Quân đẹp trai. Đưa mic cho những cầu thủ được phỏng vấn nhiều khả năng là ở lại đấy. Tôi nói thế đúng thôi các bạn nhỉ. Ok. Cuộc sẵn sàng bước vào chảo lửa chưa? Đây là con trai của mình bắt. Cô ơi cứ đứng cao lên tí cô ơi. Em cứ đứng cao lên tí. Ok thôi. Ok đứng lắc em ấy. Mọi người cầm dây rồi. Anh em cứ thoải mái đi. Mỗi người chỉ phép đặt 18 câu hỏi thôi. Đây chúng ta sẽ phỏng vấn. Sơn ơi. Mới nhưng mà cũng không mới. Có cả Trung Quốc. Bên trong cầm hai tay. Xin mời các câu hỏi. Máy ổn định. Ok chưa anh? Em xong chưa? Xong rồi đại ca. Bí quyết nào mà đẹp trai thế nhỉ? Thôi câu hỏi đầu tiên là xin chào Trung Quốc và câu hỏi đầu tiên muốn dành cho Trung Quốc cũng như là đội tuyển Việt Nam rằng là ở đợt tập trung này thì có rất nhiều cầu thủ mới và lần đầu tiên làm với Tây Bắc thì quan sát các buổi tập thì các cầu thủ dường như là chưa hiểu và nắm rõ được cái triết lý cũng như là những cái bài tập thì Trung Quốc có thể nói rõ hơn về điều này. Vì những cầu thủ mới lên thì ở mỗi đội có mỗi chiến thuật khác nhau nên lên trên đây thì bắt là có một chiến thuật khác nên toàn đội vẫn cố gắng để hòa nhập cùng chiến thuật của thầy bắt. Và Tú Quốc nói gì về cái sự khác biệt trong những cái phần khởi động và phần warm up những bài thể lực ở đội tuyển cũng như là ở cấp câu lạc bộ mà em đã trải qua? Các bài khởi động không khác gì ở cấp câu lạc bộ nên cứ bình tĩnh nha. Em thấy bình thường. Không thấy gì khác biệt không? Không thấy gì khác biệt nên toàn đội vẫn cố gắng. Thầy Park nói gì với các em trong quá trình mà thầy triệu tập các cầu thủ lên để chia sẻ những cái gì và yêu cầu các cầu thủ của chúng ta cụ thể là như thế nào? Hỏi lại thầy Park nói gì bọn em? Có dặn dò gì không? Và yêu cầu cái gì mà bắt buộc? Từ trong sinh hoạt cho đến cái cách mà ra sân như thế nào, thái độ như thế nào? Anh luôn chuyên nghiệp, cố gắng tập luyện trong các buổi tập. Thầy phổ biến những quy định gì? Cụ thể là thầy yêu cầu chúng ta làm gì? Các cầu thủ? Các cầu thủ là trong giờ trong sinh hoạt là không được, những buổi ăn là không được mang theo điện thoại. Thế thôi. Thấy thầy hay nói là tập trung. Cái sự cạnh tranh của cái đợt lần này rất là gắt gao ấy, thì theo cá nhân em thì em lấy đâu làm tự tin để có thể ở lại với cái đội hình mà dự vòng loại U23 châu Á? Đợt tập trung này rất vị trí của em rất nhiều người nên em luôn là sân cố gắng tập trung cao độ, tập hết mình để cố gắng trụ lại vòng loại U23. Theo em đâu là cái điểm mạnh của em so với là những đồng đội khác ở cùng vị trí trong cuộc cạnh tranh này? Không bỏ một câu đó. Cái trạng thái thi đấu của các em sau khi vừa trải qua giải Đông Nam Á nó giúp ích gì trong cái việc là mình trải qua được các bài rèn thể lực của ông thầy của Hàn Quốc? Vừa trải qua giải đấu U23 Đông Nam Á giúp các em có một thành tích cũng không quá là nổi trội mấy, mà thì tập trung cùng thầy Bắc nên cố gắng tập luyện. Tùng Quốc tự đánh giá về ưu điểm của mình như thế nào và đâu là những cái mà em cần phải cải thiện về mặt chuyên môn? Em còn nâng cao thêm thể lực của em. Như lá thì còn cần chỉnh sửa cái gì để nó tạt bóng. Lối đá của em cần thêm
bóng rồi. Tại đội lần này có rất nhiều các anh lớn đấy, thì Quốc có thể chia sẻ một chút là cái anh lớn hay chia sẻ vì với em trong quá trình sinh hoạt hay quá trình tập luyện để khiến cho bọn em cảm thấy tự tin và thích nghi các cái bài tập của thầy Park nhanh hơn. Các anh lớn chia sẻ như nào? Các anh lớn thường chia sẻ cho các em về mỗi lần tập trung trước của các anh. Đây là các anh luôn chia sẻ là ra sân tập luyện hết mình, luôn cố gắng mỗi buổi tập để được thầy Park cho niềm tin. Cụ thể là các cái bạn chơi ở các vị trí hàng phòng ngự như là anh Trọng hay là anh Thành Trung, Quang Hải, thì anh lên tập trung từ khá lâu. Khi mà được gọi lên đội tuyển cũng như là đội U23 lần này thì cảm xúc của em như nào và cái giấc mơ của em từ xưa với bóng đá Việt Nam là như thế nào? Cảm xúc của em được gọi lên triệu tập rất là vui mừng và mong muốn công hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Từ khi mà Quang Hải được chỉ định làm đội trưởng thì Hải đã có những cái thông điệp nào với anh em toàn đội để gắn kết mọi người, và Hải đã nói gì trong những buổi sinh hoạt và trên sân tập? Anh Hải luôn động viên anh em cố gắng phấn đấu, luôn tập trung cao độ vào công việc của mỗi người. Trong bữa ăn thì sao? Trong bữa ăn thì Hải rất là chăm các đồ ăn cho anh em. Trong bữa ăn thì chiều kiện đúng không? Vậy không phải ngắm ở tại trong sinh hoạt hàng ngày thì sao? Tại cái giải U22 Đông Nam Á thì đấu cả với Thái Lan với nhiều hai đội tuyển quốc gia chính tại vòng loại U23 châu Á. Tất nhiên là lực lượng của họ tham dự cái vòng loại U23 sẽ rất nhiều phần thưởng để em nhận xét được lối chơi. Lối chơi của hai đội Indo và Thái Lan thì riêng về Indo thì họ luôn dùng sức mạnh các đường bóng dài và có một phần đó lối đá của họ rất là rắn, nên chúng ta sẽ rất là e ngại Indo. Còn riêng về Thái Lan thì bóng đá của họ từ xưa đến nay là lối đá ngắn và luôn có một gì đó gọi là nhỉnh hơn chúng ta. Nhưng toàn đội U23 sẽ cố gắng tập luyện để vượt qua được vòng đội và cho cảm xúc của Tùng Quốc khi mà phải trả lời phỏng vấn các nhà báo rất là đông ngày là nó như thế nào? Anh đặc biệt là rất là thích cái sự ngượng nghịu của em. Em rất là ngại. Vì sao lại ngại? Em chưa giờ đứng trước cái camera như thế này. Ok, thế hôm sau lại gửi trước nhá. Cảm ơn Quốc nha. Các bạn yên tâm nhé. Đáng yêu chưa?